Chào mọi người đã trở lại channel mình ha. Hôm nay Hảo Quang sẽ chơi một cái mini game ở trong Middle World, đó chính là game nhảy dù bắn zombie mọi người. À, thử thách trong này tất cả là những rất là nhiều màn. Tới cái màn này là 60 cái, nói chung là cái thẻ màu đỏ. Mình bắn zombie và mình đổi 10 điểm sẽ được một cái và mình sẽ quy đổi ra 60 điểm. Đó, mình sẽ đi toàn bộ đây bắt đầu. Vòng đầu tiên sẽ là cái chỗ này đây, chỗ nhỏ này, không phải. Chỗ này đúng không ta? Em mày trong này toàn tiên nữ không mày ơi? À đúng rồi đó, mình sẽ cầm khẩu súng này và mình sẽ nhảy dù bắn cho nó. Đó, mình đang có khẩu cái dù nè. Gì mà khó vậy, sao tao vừa nhảy vừa bắn được mày? Mày rồi yêu quá, nó nhảy dầm rì à. Bây giờ nè, mình sẽ nhảy cho mọi người coi nha. Đó, bắt đầu sẽ nhảy vô cái hướng này. Tao nhảy sao? Đó, vô trong đây, nhảy vô. Đó. Bây giờ tụi mình sẽ nhảy xuống dưới và bắn. Kìa, thấy hơi zombie nó đang quay thấy không? Đó, mình sẽ bắn cái dù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, thấy chưa? Ôi, zombie này đó, mình sẽ nhảy đây mà nó rớt xuống dưới mình không chết đâu. Mình đúng chỗ nào đâu? Bắn cái dù á. Bắn cho nó rớt xuống á hả? Bắn một cái thôi, bắn một viên nó rớt rồi. Sau đó mày sẽ được tua lại. Đó. Đây là nhảy dù, đây là mình nhảy dù bắn zombie nha mọi người. Ở đây là những con dù, con zombie thằng này là những con cương thi hay sao á. Hình như mỗi lần được 3 tua hay 4 tua vậy đó. Ê, không rồi. Rồi sao tao bắn không trúng vậy mày, làm sao tao biết mày cắt mày bắn cái dù á, mày đừng nhìn để lên trên, nó vượt qua là bỏ luôn. Mày chỉ nhìn nó trên trên thôi, mày nhìn nó trên xuống thôi, hiểu không? 3 lần rồi. Đó mình, cái màn đầu tiên sẽ là cái chống trơn thế này. Tí nữa mình sẽ được đi qua những cái màn VIP hơn. Ồ hình như sao thấy nó qua mày. Ê nãy giờ mày trúng được nhiều vậy, mày được 30 mấy con luôn. Trời, tao bắn được 41 con rồi nè. Bình tĩnh thôi mọi người ơi, bắn bình tĩnh. Bắn cái nắp dù á. Rồi bình xong tĩnh. Phim bắn được có 41 điểm mà. Hết điểm giờ mà mày bắn được nữa của tao. Bây giờ 41 điểm này chúng ta sẽ qua màn tiếp theo, đó chính là màn còn giữ điểm không? Có chứ, nó sẽ trừ điểm của mình. Mình sẽ qua bên đây nè, đó. Đó, qua bên đây. Để tao đi với, để tao đi với. Nhanh lên. Ui, ông giống hói ai, từ. Nếu mình chơi gian mình muốn cày điểm mọi người, mình chỉ cần đứng đây mình bắn tụi này thôi mọi người ạ. Ai vậy hả? Thôi mình phải nhảy đi. Mình phải nhảy đúng không? Mình phải chinh phục nhảy chứ mới giữ chứ. Mình dân gian là mình đứng đó mình bắn á. Thôi mình đứng đây mình bắn chứ nào bằng điểm. Trời ơi con núp đơn gian em, mọi người nó kêu mình nhảy đi. Mình nhảy cái rồi nó ở trên đó mọi người. Con này nó lương thiệt luôn á. Nó gian ghê mọi người. Nó kêu mình nhảy đi cái ai chơi vậy cái đi. Mình nhảy rồi nó kêu thôi nó ở trên đó nó bắn để cho bằng điểm mình. Con này điêu thiệt chứ. Tao nhảy rồi nha mày, mày nói hoài. Ừ mày không nhảy tao bắn mày chết luôn. Trời ơi quá trời luôn, mình nhảy không được. Cái đồ gà. Tao nhảy quá nha, tao bắn quá trời luôn rồi. Đâu mà quá trời, tao thấy đâu mà quá trời. Bởi vì mày bắn được 35 điểm, tao bắn 76 điểm rồi kìa. Tao thấy nhảy bắn dễ chứ hơn. Chỉ cần... Tao súng bắn chậm quá vậy. Trời ơi, súng bắn nhanh cho mày cậy điểm nhanh hả? À, trời ơi, tao bắn tí được 85 điểm quá nè. Mày cù bắp quá núp ơi. Tao chấp mày ở trên thôi mày ở trên. Trời ơi. Tao chấp thôi mày ở trên thì tao cái núp ơi. Mày ở trên mày bắn đi chứ mày xuống em phế quá à. Không. Thích. Kệ tao. Ờ mày chơi hả? Chơi gà mà còn chơi gà là còn gãy nữa chứ. Ê cái xíu này nó nạp đạn lâu à. Mày bắn một viên thôi. Mỗi con zombie mày bắn một viên thôi. Mày bắn nhiều quá là hụt hết á. Một viên thôi. Mỗi con bắn một viên thôi. Đó chưa bắn một xíu là hết rồi. Được rồi chúng ta sẽ qua màn tiếp theo bên đây. Bên đây là nhiều điểm này. Ê. Mày không nói sớm mày. Tao bắn phí đạn nãy giờ. Ơi qua đây rồi nè, qua được tao qua màn mới nè, qua màn mới đi, qua ô thứ ba. Ok tiếp. Tao đang cắt. Ủa đâu? Mày đâu? Ok tiếp. Ô cái đường đó nó. Vô đây luôn, vô ô. Ờ vô cái ô đó, ô sáng á. À vô ô Caro đúng không? Đúng rồi. Thấy mày. Rồi nhảy thôi, mày nhảy cùng lúc tao đi chứ nó từ giờ. Trời tao bắn không biết viên nào luôn mày, ghê thiệt chứ. Tạo mày. Trời tao bắn mày nhảy giờ mít có 2-3 cái à. Giờ tao mít 4 cái luôn rồi. Lại coi 9 viên. Ờ nhảy cái caro này nhìn hoa mắt luôn mọi người. 1 nè, 2 nè. Sao tao thấy tao bắn 9 mà nó không rớt ra. 5 nè. Kệ nó kệ cái tạch nó được rồi. Nó tạch đâu. Bắn một cái kìa cái dù thôi, cái đầu dù bắn một cái thôi. Tao thấy tao bắn trúng luôn á. Thế làm chắc mày bắn ngay cái con mà tao bắn rồi. Cái gì vậy? Ừ, mày bắn. Chắc nghi lắm nè, đúng rồi. Mày chạy trước tao. Ừ, mày bắn cái con tao bắn rồi, tao nói mày chạy trước tao chịu. Trời ơi, hèn chi, nãy giờ phí đạn của tao.
Hay người ta bắn lên 142 điểm rồi mày có 69 điểm, 70 điểm. Ok, tao nhường cho mày á. Tao nhường cho mày tour này. Tạch nè. Rồi, ok, khá là nhiều điểm rồi, khá là nhiều điểm rồi nè. Ờ, tao ghét mà, vậy là thiệt ra. Thì gạt đầu mà tao bắn bây giờ. Thiệt ra. Rồi, giờ tiếp theo là con dù ăn rebirth. Rebirth. Nhảy vô. Mày cần cái gì? Hình như cần 10 điểm vàng, 10 điểm đỏ, đổi ra 10 điểm đỏ. Mày nhắn lên ô hợp hành á. 10 điểm đỏ là sao mày? Chế tạo 10 điểm đỏ. Ờ, 10 cái điểm đỏ đó. Mày vô chắc chưa được đây rồi, để tao về coi. Ờ, sao chưa được luôn? Vậy chưa vô, vậy mày vô ô cũ rồi. 10 điểm thận. Ủa, làm sao được 10 điểm mày? Mày bắn con đó được điểm á. Con đó mày được điểm mày đổi ra. Hả? Tao bắn được quá trời, nãy giờ tao chưa đổi nè. Ủa, giờ đổi. Ở mình qua cái màn này mày. Cái màn con ong hay sao, cái máy này máy con ong hay sao. Ui, đau quá trời luôn, đi không đi dứt núp trời, bắn quá trời đã luôn mọi người ạ. Ui, giờ làm sao nữa ta. Đi qua cái ô cũ nãy đi, ok, hồi nãy bắn mấy con kia cài điểm đi. Vậy tính cho điểm mày nè. Ta bắn quá trời điểm luôn rồi nè. Ôi, gì kỳ, sao tao thấy tao ít điểm vậy. Cái này hả, mấy này ta bắn cả ngàn điểm luôn á. À, quá đơn giản mọi người ạ, quá đơn giản. Ui trời ơi, đập rồi trời. Ui đập ghê trời, bắn sản luôn. Mấy con zombie, thấy mấy là mấy con cương thi mọi người ạ. Trên lắm. Cái này nó cho mình có một viên, có 8 viên đạn à, bắn mỗi lần được có một con à. Nhưng mà chơi bắn nha AK được cái chỗ này, mình bắn có mấy giây là xong hết tụi này rồi. Cái này là cần độ chính xác cho mọi người. À, bắn độ chính xác sẽ được rất là nhiều điểm. Trời, mới bắn có xíu lên trên đây rồi. Tao vô cái cửa cũ, tao thấy cái cửa cũ nó nhanh hơn cái cửa kia ta. Bao nhiêu điểm mà ta, để mình cày coi nào. Trời ơi, thì ra phải cày điểm hả? Bây giờ 20 điểm nè, tao cày được 20 điểm rồi nè. Ui, được 20 điểm này là 31 điểm rồi. 40 điểm sẽ được qua cái màn. Điểm ở đâu vậy trời? 41 sẽ được qua cái điểm kia. Ê, để mình coi qua chỗ nào này. Mình qua chỗ con ăn rebirth này đúng không ta? Qua con này. Đi qua con này sẽ cày điểm được. À, nó sẽ không có điểm. Ê, mày ở đâu mà tao nghe tiếng đạn mày bắn luôn á. Giữ kế bên tao. Tao qua con ong nè, mày kiếm được 10 điểm đi qua con ong nhiều. Bắn đã lắm rồi, qua con ong. Làm sao kiếm điểm được vậy? Điểm gì vậy mày? Bắn đi rồi đổi, bắn zombie một con là một điểm. Một con là một điểm, sao đó mày bắn được mày đổi. Ủa, tao được quá trời con, làm sao tao chả đổi được gì vậy? Đổi cái ô đỏ trong cái phần ô đồ á. Thì bắn tiếp đi. Trời, mấy con zombie này nó gặp mình bắn là nó đu dù không lại luôn mà. Ủa, tao bắn là sao? Sao mày nghe tiếng lúc nó bắn ta, hay là nó nhảy đang nhảy trong dù mình vậy? Đâu có đâu, tao kế bên mày hay sao á, tao không nghe tiếng mày mà. Rồi, tao lên 31 điểm. Ê, một mình bắn dễ hơn mày ơi, mày bắn trước tao mày giành hết trơn. Phải đâu, tại vì tao bình rồn, chứ hai đứa nó mới là đẳng cấp chứ một đứa thì quá không, dễ. Không, hai đứa mày bắn, mày đi trước tao mày giành hết. Thì tí tao cho mày đi trước luôn. Đúng rồi, để tao đi trước cho. Có đâu, tụi nó nhảy xuống vô trước, tụi nó vô lẹ, tụi nó của đó chứ. Vô trước, tao vô trước rồi tao nhảy xuống trước. Mày trước tao, mày bắn thất bại rồi. 64 điểm lại đổi được thêm 6 cục nữa. Hình như qua cái ô 40 á mọi người, nó sẽ trừ điểm thôi. Mình qua cày ô này cho nó dễ. Đó, cày ô này chỉ cần 10 điểm mày cày liên tục được. Qua mấy ô kia đó, mình sẽ bị trừ điểm mọi người ạ. Mình sẽ bắn từ trên xuống dưới nó dễ hơn là mình bắn ngang tầm á. Bắn ngang tầm dễ hụt quá. Bắn ngay cái đầu dù á. Bắn ngay đầu dù là ô tô trúng luôn. Bắn tạch luôn nè. Tao 266 rồi nè. Tao hai. Có mày giành tao hết luôn. Tao 266 rồi nè. Alo. Giờ sao tao đi qua ô kia được ta? Để tao đổi điểm coi. À, đủ điểm rồi nè. 10 điểm là vô được mà. Chết rồi, nó qua đây luôn. À, vô màu vàng nè. À, tao thấy mèo kìa. Ôi, hai đứa. Ê da, trời, con núp nó vô rồi mọi người. Nó vô cái lòng vàng của mình. Cày điểm đã hay một cái lòng này nhỏ mà. Zombie ra quá trời luôn. Hai đứa không có nhiều tiền hết trơn á. Dạ, con này không? Là bắn là được một điểm màu đỏ luôn hả mày? Không, bắn là không được điểm đỏ đâu, điểm đỏ chỉ có quy đổi thôi, không bắn được điểm đỏ đâu. Vậy
vậy thôi, bắn bên kia cày điểm có lý hơn. Bắn đây cày điểm nhiều nhất rồi. Sao nhiều? Con thấy nó đông nè, nó ra quá trời luôn nè. Mình sao xuống nó bắn quá trời luôn nè. Mỗi lần xuống là được 5-10 điểm rồi. Đấy. Ủa? Quá đơn giản luôn, rồi bắn chưa chết 100 điểm rồi nè. Đó, qua tiếp, chưa tiếp. Là cái dòng này sẽ không dừng lại, đó. Qua mấy cái dòng khác đó, nó sẽ trừ điểm của mình, hiểu không? Giờ quay mấy dòng khác trừ điểm hả, là sao? Ờ, trừ điểm đỏ, mình ví dụ có 10 điểm đỏ đúng không, nó sẽ trừ hết 10 điểm đỏ của mày luôn. À, đi gì mỗi lần vô là trừ đúng không? Ờ, nó trừ điểm đỏ luôn nên giờ cày. Ủa, nhưng mà cái dòng này nó chạy hoài vậy hả? Sao tao thấy mày không vậy, không thấy zombie vậy, dạ tao bắn mày luôn quá. Trời, tao mới gì tao bắn hết trơn rồi. Tao bắn mày luôn. Tao bắn mày nè, tao bắn mày nè con. Bắn hết rồi còn đâu. Ủa, giờ đi vô lại nó trừ điểm mà. Đâu, cái màu đỏ này nó không trừ. Tao hết cái rồi nè mày. Mày vô lại tiếp màu đỏ, mày vô lại cái con zombie nó ra một nùi luôn á. Kìa, nó kêu bằng điểm kìa. Tao kìa cho nó. Vậy mày cần 10 điểm hả? Ờ. Sao tao không cần, tao nãy tao chơi hình như nó bị bắt hay sao mày ơi. Nó không trừ điểm tao mày ơi, nên tao đâu có tao không vô luôn. Trời ơi, nó trừ điểm quá trời, nó không có. Đây nè, tao giàu, nó được cho mày nè. Ờ, đi qua chỗ khác đi mày. Có chỗ 40 điểm á, chỗ 40 điểm hơi căng luôn. 42 điểm nè. 42 điểm nhưng ôi, mà điểm gì vậy? Đây nè, cho mày 10 điểm nè. Từ mày dụ tao, mày xin tao 10 điểm mày vô mày cày đúng không? Mày xin 10 điểm là 100 con zombie á mày biết không? 10 điểm là 100 con zombie. Trời ơi, 10 điểm mà tao vô tao bắn được có 24 con lỗ mày ơi, hơi lỗ. Mày gà quá chơi. Ê tao vô không bị mất điểm mày ơi, tao vô không bị mất điểm mày ơi. Mất hết rồi nè. Ôi vậy mày mất tao không mất nữa mày. Trời ơi, biết vậy nãy tao đứng ở trên tao bắn luôn, tao nhảy xuống kia ta. Cái này mày đứng trên cái gì? Ê! Ê, Nấm ơi. Ê, lui vô tường, bắn zombie lui vô tường. Lui vô tường mày sẽ được giữ lại trong tường. Trời ơi, mày không còn bị rớt ở đâu. Ủa vậy hả? Ừ, mày tu hai mày nhảy xuống này mày rớt này, Tao rớt như đúng rồi luôn chứ ở không rớt. Mày đứng sát vô, mày di chuyển vô. Trời ơi, di chuyển vô. Không có vô được, rớt mà. Nó có thanh vàng vàng kìa. Mày đừng vô sát góc làm gì. À vậy hả? Đứng rồi. Đó, bây giờ mày bắn đã trời luôn, bây giờ trời ơi mọi người có kìa. Một cơn mưa zombie mọi người nhắm mắt cũng bắn được luôn. Ôi, thấy chưa, Trời ơi, hack game. Đâu, cái này là cái màn này nó sẽ cho mình vô đây đứng đó, chứ không phải là hack. Trời ơi, zombie như thế này thì làm sao mà thiếu điểm mọi người. Bây giờ là mình là săn zombie nhảy dù nè. Nè. Zombie rất nhanh quá trời. Thấy chưa, bây giờ mày đâu sợ cái ép điểm đâu hết trơn. Ở dưới cũng núp mớ luôn nè, chỗ mình cũng mớ luôn nè. Mình bắn tầng trên, núp ở tầng dưới. Bây giờ mình bắn chán rồi, bắt đầu. Ui, mình mới bắn một xíu, 400 điểm rồi kìa. Núp nó có 190 điểm à, cùi bắt thiệt chứ. Zombie. Cái này phải có cây súng 6 nòng, mình xả một xả là chết hết zombie luôn. Trời ơi, vậy chơi chi nữa mày. Trời ơi, chạy điểm đi qua cái mạng cuối cùng thôi. Zombie nè. Ê, lần cuối cùng là gì? Biết cuối cùng bao nhiêu điểm? Ê, giống ở dưới đây tao giống ăn đồ thừa mày quá vậy? Cái gì nữa, ăn đồ thừa tao dưới nữa, tao là nằm ở điểm vinh quang luôn. Vậy là zombie xuống tao ít hơn mày rồi. Khủng quá, mỗi chỗ nó ra zombie khác nhau kìa. Tao nhìn trên đầu cũng thấy zombie mày quá trời luôn à. Mày muốn lên trên đầu thì mày nhảy dưới đất đi. Nó sẽ rớt tua lại đầu mày. Thôi, rứa chỗ đi. Ờ đúng rồi, zombie nó xuất hiện giữa không trung mày ơi. Thì đó, mày nhảy đâu nó cũng gặp nó à. Zombie nhảy dù không có vũ khí mọi người, tội thiệt chứ. Thôi mình săn 500 con rồi mọi người. Ghê thiệt chứ. Zombie nhảy dù á, chết rồi, tao quán gấp đôi mình luôn mọi người. Rồi mình gấp đôi con núp luôn rồi. Mày hả con? Đó, bao nhiêu điểm hợp thành nào. Ui, lại được 15 điểm nữa. Ui, mình được 48 điểm rồi. Trời ơi, tao bắn khác nào chúng mắt đó luôn nè mày. Thôi nó bơi, tao đi về đây, tao đi qua map 40 điểm coi coi. Tao qua map 40 điểm coi có gì. 40 điểm là 400 con zombie hả? 400 con zombie chứ gì nữa. Trời đất ơi, đâu ra. Quá đẳng cấp luôn chứ gì đúng không? Mà cái map này nó sẽ không nâng cấp dù cho mình đâu. Kiểu như bắn một con được nhiều điểm hơn không có, tại một điểm không à. Ủa vậy sao mày được 400 điểm luôn ghê à, nãy giờ mày vô cửa mấy lần. Nãy tao bắn 400 con, hồi đó tao bắn 500 con. Nhưng mà mày vô cửa mấy lần mày không mất tiền. Tao vô cửa tao bị mất tiền hết luôn. Mất tiền nhưng mà điểm số với zombie tao nhiều hơn mày gấp đôi mày thấy à.
người ta chỉ được có giàu hơn thôi. Ủa, cái màn con vàng này quá trời đồ luôn, zombie rớt vô hạn luôn á. Trời ơi, mày rớt tới 3 lần, mày rớt đất mà mày lo gì? 4-5 lần mới rớt đất. Vô một cái là mất 4 điểm. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm ở đâu ra? 10 điểm đâu mà ra? Đâu mà đủ tiền? Rồi, ta lên mặt đất rồi, được có nhiêu điểm ở đây? Nhiêu điểm ở đây? Bao nhiêu điểm ở đây? Ui, cái này hình được 50 mấy điểm rồi. Bây giờ mình sẽ qua, 60 điểm coi, 40 điểm coi. Ê, tao thấy thằng chết rồi nó bơi tao qua, 40 điểm tao bị trừ hết trơn rồi. Rồi ha ha ha, 400 con zombie. Trời ơi, 400 con zombie đó mọi người ơi. Ủa không, mà cũng vậy thôi mà, trong đó bắn con được điểm cũng 1 điểm chứ mấy. Trời ơi, rồi lỗ vô. Ủa vậy có gì đâu ngon hơn tao ta ha. Nhưng mà cái màn này nhảy á là một mình phải né zombie. Trời, 400 con luôn. Không vậy cũng khó. Giờ mình sẽ cày 600 điểm mà đi qua map cuối cùng mà mọi người. Trời, 600 điểm. Bây giờ có 140 điểm rồi nè. Trời, cái màn này zombie rất ít, quá trời ít luôn. Ôi, vậy là bên cái chỗ vàng của tao là ngon lành rồi. Qua chỗ vàng là ngon nhất rồi mọi người. Tao đúng này luôn. Thôi, đi qua chỗ vàng rồi. Mọi người qua chỗ vàng không bị mất tiền. Okay. Không dám đâu con, giờ mày không đủ tiền mày vô không được cho coi nè. Còn 14 điểm nè. 14 điểm được rồi. Vô trong con chỗ vàng nó zombie nhiều lắm mọi người, cày lên 600 điểm nhanh lắm. Bây giờ mình sẽ thử mình qua bên chỗ của chỗ vàng mình cày, cái này là mình né mấy cái. Mày ăn lấy của tao hết nè. Bây giờ mày đi rồi zombie nó ra quá trời luôn. Tao lao, zombie nó có rớt đất đâu. À có rớt mà nhưng mà bắn có hết được đâu. Tao giờ đứa nào xuống tao bắn đứa đó nè con, ghê chưa? Chỗ này tao bắn zombie muốn hết luôn rồi nè. Tao bắn zombie chỗ này mắt mày muốn hết luôn rồi. Cái map này zombie ít lắm, cái map này chủ yếu là né tránh để mình qua màn thôi. Ê, cái map của mày có chỗ đứng không? Có chứ. Ngon vậy, đứng được luôn hả? Nhưng zombie ít lắm. Tao nghĩ là không phải là đứng là chích đâu mày ơi, đứng là đúng rồi đó. Thì nó cho mình đứng lại săn zombie mà, tại vì cái này mà chắc là nó cho mình đứng lại săn zombie là đúng rồi đó. Cái này là để săn zombie mà. Zombie, ôi, quá trời. Trời ơi. Lỗ thì thôi luôn, 40 điểm. 40 đồ điểm. Ăn xuống, đồ ăn xuống. Trời ơi, đồ ăn quá trời đồ ăn. Đập cho mày một cái luôn. Bị nó. Quá trời đồ ăn luôn. Này 10 điểm ở chỗ nào ta? 10 điểm ở chỗ nào nha? 10 điểm ở bên đây. Điểm là con vàng nè. Mày đi vô tầm 7 cái mày mất luôn tiền. Ơi, 14 hả? Điểm nè, tao không mất mày. U, cái này ghê á. Tao qua Caro. Tao qua bên Caro ngon lắm mày. Caro cũng quá trời nè. Ôi, một lần trời luôn. Xả luôn, xả xuống, xả đạn. Bắn một con cũng được 1 điểm mà. Xả lại đi, xả lại đi, xả lại đi, đấm quá mọi người, đấm quá. Tao qua bên Caro tao bắn rồi, ui Caro. Ê, bên Caro có chỗ đây có đứng không? Không, Caro cho có nhảy chứ. Caro đông thì thôi luôn, nhắm mắt bắn luôn. Giờ ta... Nhưng mà vậy không ngon, mà đứng tại chỗ đâu con. Mày ra coi, ui đồ ăn xuống. Ui dồi dồi, chà. Mày chân gian con. Trời, tao đứng im một chỗ, tao rất là trời, tao săn một mớ zombie luôn. Chỗ bên đây zombie quá trời, Caro zombie cả ngàn con luôn. Mà mày săn thì không ngon, mà mày cũng chỉ được 3 tua chứ mày. Ủa sao không? Ủa 7 đi mấy ta. Trời, ít chứ. Rồi, bắn 600 con rồi mọi người, mình bắn 600 con zombie rồi. Tao bắn được 300 mấy con rồi nè, tao sắp chí mày rồi con. Ừ, dễ gì vậy được. Đây tao nhắm mắt tao bắn luôn, không tao không còn ngắm nữa, đông quá trời đông luôn. Tao bắn con nào là trúng con đó luôn nè, ghê chưa, zombie nhiều quá luôn. Úi vô chùa, úi chùa cha. Trời ơi, ngon ghê mọi người, mình không có bị mất xu mọi người. Mình đi qua màn Caro không bị mất xu. Trời ơi, sao mày kỳ với mày bị dừng lỗi. Tao mới bị mất 40 xu ở cái màn 40 kìa. Thì mày vô mày mất rồi đúng rồi. Ôi đông, trời ơi, giả man luôn kìa. Zombie nó đứng ở dưới tụ họp dưới quá trời luôn mọi người. Hay là mày chỉ mất một lần thôi ta? Không, mất nãy tao mất 2-3 lần rồi đấy. 40 á. Làm gì mày có đủ tiền. Ê, sao mày lên điểm nhanh vậy nó, mày lên ghê nên mày thua tao quá trời luôn mà, mày chân gian vậy. Trời ơi, tao đứng im tại chỗ mà trời. Chú chà đà. Ôi, điểm nó lên nhanh vậy trời. Đồ ăn xuống à. Đó, bắn phát nào là chú bắt đó liền, ngon lành. Ha ha ha.
Bi xuống đây, xuống đây. Ta bắt một chúng lia lịa. Mới được 20 điểm không mà. Hết đạn. Vô. Cày vô. Giờ bây giờ mình sẽ cày 60 điểm, mình sẽ vô nhảy cái map 60 coi cái map 60 như thế nào. 60 điểm là 600 con á hả? Cái điểm màu tím á. Cày vô cày lên 600 điểm hơi căng. Điểm màu tím hay là điểm màu đỏ? Đỏ đó, màu đỏ đây. Đó thì màu đỏ đó là 600 con. Nãy giờ bắn quá trời rồi, nãy giờ bắn lên được 100 điểm á. Làm chắc. Trời ơi, 450 điểm còn. Trời ơi, con thấy nó gỡ nhanh dữ trời, nó đứng một chỗ nó gỡ không biết à. Nó lành hả? Chắc qua bên đó bắn cho rồi, rồi bắn đây hơi lỗ. Mày đánh đó mỗi lần mày vô mày có mất tiền không vậy? Không. Ồ, mày vô mày không mất tiền mà vậy cũng vậy thôi. Tao lời cho tao đi vô. Nhưng mà đứng ngay một chỗ lời quá. Cái một chỗ cảm giác bắn nó trúng nhiều hơn ấy. Xuống, ui da, dùm bị xuống. Ôi quá xuống. Trời luôn, mà nó đu dù nè. Trời chỗ này dính nãy chứ. Cái này mà cầm cái 6 nòng mà nã đùng 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 thả luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ cày 60 điểm để mình nhảy của cái chỗ ô gì 60 coi như thế nào nha. Ok mọi người, bây giờ mình còn 50 con đó, đủ mọi người. Mọi người coi quanh bắn kìa. 1000 con zombie mọi người ạ. Trời ơi, kỳ lâu luôn mọi người ạ. Con núp hả, nó dần dần đứng nó gỡ mình cũng được 800 con mọi người. Ôi mày có 200 mấy con thôi nha. Đừng có mà xạo. Bây giờ cái vòng mình phải nhảy những cái ô thấp như thế này để mình cày những cái con cua bắp này mọi người ạ. Đó, bây giờ mình chỉ cần 50 con nó đủ. Phải lộn, 10 con nó đủ. Ủa sao trong cái ô tao muốn hết zombie rồi đó. Mình nhảy càng xuống sâu là nó hết zombie á. Nãy đứng im một 55 chỗ. 55 trên 47, 3 con nữa. Ê nó bay ra cho tao con đó, ra cho tao con. Ờ hết rồi. Để đổi coi. Ê đưa tao con coi, đưa tao con nó cho đủ nó. Tao đổi coi. Đưa tao con coi, đưa tao một con coi. Mày đâu rồi, mày đâu rồi? Mày lấy chỗ nào? Tao, mày đâu rồi, đây đưa tao con coi. Nó cho mày luôn á. Đây. Ủa, sao không bỏ ra được, từ từ. Hả? Ok, chúng ta sẽ vô cái dòng 60 của con vàng mọi người ạ. Đó. Incubus, Incubus. Con này không phải ăn. Tao dừng vô lần giống đi. Vô con nó tao lại được. Ôi, vô con nó tao lại được. Được cộng điểm rồi. Vô. Ủa, gì á? Ừ, vô con vàng cộng điểm nè. Mày vô con vàng coi. Tao y sinh điểm, không có được cộng mày ơi. Ơ, vô con vàng tao được gấp đôi điểm rồi. Hình như vô con vàng mình giết càng nhiều mình vô càng đôi điểm. Ủa, vô con vàng là mình rớt liên tục luôn nè. Ủa. Ê con vàng, con này có đường đi chứ mày ơi, đi đường đi nó đi, đi cầu thang nó đi. Nè, đứng cái cầu thang cậy được luôn à, nhưng mà thôi mọi người ạ. À, mình chỉ vô 60 điểm đâu, mình đâu cần cậy con này nữa đâu mọi người. Quá là VIP rồi mọi người ạ. À. Trời đi cầu thang nè, đi xuống từ từ rồi bắn thôi. Cái cầu thang là để cho mày đi đó, chứ không phải là để cho mày thấy đâu. Thôi, nhưng mà bây giờ mình đủ điểm rồi, mình sẽ vô cái map. Con vàng chúng mới vô con đen nè. Rồi, tao vô tao được cộng 64 điểm rồi, tao cộng được quá trời điểm luôn mày. Ê, còn map không hết rồi hả? Còn nè. Ê, vô con vàng được cộng điểm quá trời luôn đó mày. Không biết tao được nhân điểm, nhân đôi điểm luôn. Mày được 64 điểm mày thấy không? Tao được 64 điểm thế mà. Điểm đỏ luôn á, hồi nãy mày được 64 chưa? Ừ. Ảo vậy, tao được 7 mấy luôn này, nãy tao xin. Ý là tao không có mất điểm á. Nãy tao xin mày có 1 cái, 2 cái, 4 cái hay sao? Mà nhưng tao được, giờ tao được dư 18 cái luôn à. Mày này hình như mày được cộng điểm á mọi người. Hình như mình giết các gì zombie mình cho nên mình đổi với mọi người ạ. Tại vì nó ghi chữ Trung Quốc á, ngoài đâu có hiểu đâu. Tự nhiên chứ mình hiểu tiếng Trung Quốc là mình. Rồi, đó. Bây giờ mình vô cổng con đen nè. Chắc là cổng con đen là cổng. Ê không phải nó mới lộn cổng đó mày. Cổng này mới đúng nè, con vàng không phải. Con vàng là của bắp. Nó làm hình tròn, nhìn rối đầu mọi người. Đây nè, cái cổng màu đen nè mọi người. Chữ đó là thập diện bát môn mọi người ạ. Ghê. Trời ơi, vậy là thì ra nãy giờ mình vô con đen, con vàng lộn chỗ. Con này nè, cái cổng này nè, cổng cuối bên phía con đen nè, đây là thập diện bát môn nè, đó. Cái cổng này mới là xịn nhất nè, ăn miếng đã. Nhanh lên húp, nhanh lên. Ủa vậy cổng vàng nãy mình cũng chưa vô mà. Cổng vàng của bác mà, mấy cái cổng này cũng ngang giống nhau à. Cái cổng màu đen nè, vô mới giữ nè, vô cổng màu đen hả. Trời ơi, tao sắp ra rồi, đợi tôi xíu. Rồi cái rồi, mày đâu? Nè, cái nó làm vòng tròn bị rối đầu mọi người. Anh ghi bớt màu đen. Đây nè, cổng cuối cùng ở chỗ này nè mọi người. Vô. Ôi, cổng này tao vô tao được cộng điểm đó mày. Tao muốn hết điểm rồi. A ha, muốn hết điểm rồi. Ôi, cổng này là thoát khỏi những cái cục
cục gì lava mọi người ạ, lava. Thôi tôi đứng cái chỗ lava tao bắn chứ. Ôi ta được quá trời điểm luôn. Cái này cái mình trời, mình vừa né lava mình vừa bắn zombie đó, thử thách sẽ lên dần. Ui mày bị chờ hết có điểm. Có lava rớt nữa hả? À phải nhảy lé bên kia đúng không? Cái mày này tao không bị trừ điểm đâu, tao được cộng hết điểm có lý. Tao bị mất hết điểm rồi, mày ăn cắp hết điểm của tao. Ê màn này zombie cũng nhiều ghê nè. Ít à, mà zombie ít nhôm mà. Ui nhảy trúng này rồi. Ây à, mình bị lửa đốt, mình bị lửa đốt. Nhưng mà đâu chết đâu, sợ. Ui kiểu như mình vừa nhảy mình vừa né những cái cục lava nè mọi người, để hoàn thành thử thách. Nghĩa là còn một map cuối bên kia nữa. Map cuối bên kia là mình sẽ bị trừ điểm. Map đây là con núp sẽ không bị trừ điểm. À bên đây mình không bị trừ điểm, bên kia là mình bị trừ điểm rồi. Anh hết tiền rồi, tao mới đi được cái mày. Tao không đi được cửa đó rồi. Trời ơi tức quá dạ, kỳ dạ. Không biết mà tao biết tại sao. Tao không biết đâu. Cái quy chế trừ điểm của nó là như thế nào cả. Có 60 điểm rồi. Trời sao mày 600 con zombie đó mọi người ạ. Nè nè nè, mình ra nè, đó thấy chưa. Mình dư điểm luôn nè. Rồi bây giờ để mình vô cặp cuối cùng. Tao đi ra thử coi nó có trừ điểm nữa. Ủa lộn, nó có trả điểm. Rồi đúng rồi, bên đây trừ điểm tao. Ôi bên đây là cánh cổng cuối cùng nè. Trừ điểm đi rồi hả? Đây là như cục hắc dự thật mọi người, đây là. Ồ, đẹp luôn không? Tức quá tao không vô đẹp được luôn. Vô đây không được đâu. Tại vì tao cũng hết điểm rồi. Bây giờ là mình không thấy nó chạy nổi mọi người ạ. Chết rồi, vậy là mình thua rồi. Đâu bây giờ nó chỉ tính zombie thôi mà, thời gian vô hạn mà. À vậy hả? Thời gian vô hạn mà đâu có tính thời gian đâu. Vậy đâu cày tới chết mà cái game cái này kiểu cày zombie tới chết á. Ai cày càng nhiều điểm là người kia bó tay á thì thế nào quên. Ê tao thấy tao nhảy một đường ở giữa này, nó cũng không có vướng cái dung nha mà. Nè bên đây là cái map bên hắc diện thạch nhảy luôn, chỉ dù bắn zombie nhiều ghê luôn á. Map này càng ngày càng to mọi người. Lúc đầu là map nhỏ, đây là map cuối rồi nên thành ra là nó kiểu như là nơi ở của những con rồng các thứ đấy. À cái này là kiểu mặt trăng mọi người ạ. Hồi nãy là của con rồng, là con rồng đúng không? Con rồng ở dưới địa ngục. Cầu vồng, bên này là cầu vồng nè. Sập 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 đó trăng. Phải đâu, chỗ đó là kiểu chỗ con rồng, con mắt ma, con dung con rồng lửa đây. Ở dưới địa ngục ấy. Còn rồi, trên đây giờ... là trên mặt trăng rồi. Không có vô được nữa, tao ra ngoài rồi nè. Vậy tao ra ngoài tao không có vô được đâu. Sao lại bắn nổi nữa, nãy bắn tới 1200 con zombie. Ủa, cửa cuối là cái con nào mày? Cửa cuối tao đang vô nè. Là con nào vô? Nó trừ điểm tao rồi, tao vô không nổi nữa. Rồi xong luôn, hết phim. Hết phim. Ok mọi người, và video của mình tới đây là kết thúc nè mọi người thấy không? Ở bên đây là phía của lava nè mọi người. Con quỷ lava nè, đấy. Khu ở của con rồng. Còn khu bên đây á là khu chắc mình nghĩ là mặt trăng hả? Chắc nghĩ là mặt trăng quá. Ok mọi người, và video của mình tới đây là kết thúc rồi mọi người. Nếu thích video này thì mình đừng quên để lại like ủng hộ cho anh nha. Và bye bye. Và hẹn mọi người ở video chỉ giờ tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.